Ê, heo thi, mày mày chạy xuống đường hầm ngay chỗ ga ga xanh mày gửi tao cái rồi. Ngay chỗ công viên á. Cái đường hầm đi xuống á, biết không? Làm sao được có chúng cú đây? Sao lại bỏ giết anh? Lên cho cũ thành nơi. Cái đường hầm nè, có được cái đường hầm nè, anh em mình tập trung xuống cái đường hầm đi. Anh em ra lộn thính như này, hầm cái gì? Hầm làm gì có thính. Ra lộn thính anh em mới thính mà. Lan được cái thính chiếm xuống cho anh em mà. À. Chứ còn bắn nhau là bơi chạy bên đường tao nghe đâu không? Có hầm đào đứng ở trên nóc nhà cao luôn nha. CG lần nào á? Tôi đang lấy xe để lấy ma. Ủa chết mẹ hát nam hả? Ôi sorry. Đường bắn. Đó là đường bắn. Xuân ơi, đó là đường bắn. Đường bắn. Sorry, từ từ. Alo. Đi cầm mẹ luôn. CG ơi, cô bảo tao. Ở đâu? Bắn anh mà anh mèo. Ở đây. À, cảnh sát nó chơi em hỏi rồi. Đông quá. Bên đây xin hả? Lên. Bên nào mày phải đọc vị trí tao mới chơi biết được. Chạy lại tao. Xéo quay lại bên phải. Để bắn tao. Anh em quản lý được súng không? Lúc mày đang xéo ra đây. Rồi. Con nào này? Nam gì vậy? Tao. Báo lên mày làm cái hồ. Để cho tôi cảnh sát nha. Chết luôn. Đéo nhận không có. Sorry nha, hồi nãy thằng nào tao bắn sorry. Mày có một đồng không? Tao thật. Yeah. Tốc độ, muốn chết nha. Bây giờ còn nào không? Mày muốn xe đi. Đâu kiến, thằng nào bắn mày để tao chạy vô. Ok, lại tao. Về công viên. Công viên hiện tại có TH, hai thằng đang trong công viên nha. TH là tem bạn mình mà. Sau lưng nè Kiên ơi, không muốn nhầm đấy, nó không biết đấy, tại vì anh nào vào bắn hết em ơi, sau lưng nè. Bắn đi rồi, cái này chạy luôn, chắc chắn nó bắn hết rồi, không ai bạn nữa trơn á. Bắn luôn rồi, sao mình nhít nhầm cái nghe rồi. Anh em đâu rồi? Sao quá, thay đổi. Ê, cái này nó tự hồi sinh cho mình đúng không? Tự hồi sinh. Ok. Chúng bắn. Bắn luôn à? Còn 2-4 mấy nữa. Thôi bắn cái thành bên nó sao không đúng không? Không. Là nó thanh chừng. Ê kìa được không? Admin. Admin con mất rồi. Admin bị đâu giết chết rồi. Admin mất rồi. Con đi chung nè anh con. Con mẹ mày chùa cam hết rồi em. Mày rút được, rút kiểu lâu thì. Vô em mua chiếc xe đi, sợ. Trời ơi, cái xe nãy không mình anh không lấy à? Không lấy được. Xe khóa hết rồi, em vô em bấm vô mua xe H2 miễn phí á. Ủa cá ai ở trên một đô. Anh lên cao của cái là sao đâu? Đang bắn nhau ở chỗ công viên à? Ờ. Địt mẹ cầm Uzi này sao bắn ra? Rồi. Chết hai đứa bắt to nào. Đây ở ngoài nè. Cứ bắn nó nào được vậy sao? Chạy tới Galaxy xanh á. Trong hầm á, cứ là bên dưới đúng không? Đúng rồi. Cứ vô hầm. Chết. Tao bật đồ màu đen. Tao trong hầm, tao đang bên trên hầm. Ôi địt con mẹ, tao bị nó bắn. Ôi. Bạn, địt mẹ mình đang bắn. Được thằng lơn nào. Nó bắn kẹt con. Mày lấy xe ngu hơi. À đi con mẹ mày đồng đôi. Má đồng đôi ơi, đi ra đường vắng. Đồng đôi. Mẹ chúng mày đồng đôi. Mày điên à.
Đừng có đi. Mẹ đéo nghe cái gì à? Đéo. Đéo. Vãi lồn nhìn cái chân cát to đùng như thế. Lucas mà tao thấy mày bận áo hồng đâu. Bây giờ khái niệm của tao là đéo thấy chữ H cũng đéo thấy bận áo màu hồng là tao giết hết đó. Vừa vào game chưa kịp xét đã đi bắn nhau rồi. Đỡ tên lùn nó. Ê thằng nào đứng ở trên nóc Vega nè. Bắn không? Tao. Tao đứng trên đầu con Nguyên ấy. Trên đầu ra sắp ấy. Đi ra lốt kính đi mấy cha. Vẫn nút hết rồi. Vẫn hết rồi. Em đang đi lên chỗ đầu về ra sắp nha. Đừng đánh nha. Nếu biết ở đâu rồi. Ủa em là hai thằng em là rồi. Đấy em đấy. Mấy công viên gặp Sleep rồi. Chạy công viên làm vậy. Bây giờ anh chạy. Hầm hiếu thì lên công viên cho vui. Anh đấy trong hầm Gaga hả? Ai là ở trên. Mẹ thằng Nam ơi, mày đừng bắn tao. Mày có biết là mày vừa bắn tao không? Tao làm sao tao kịp đổi tên được. Đều biết. Chạy vô nè. Ông áo đen này là ai vậy? Ơi, Hồng Hưng mà sao bắn? Có đồ phát gì vậy? Ông áo đen này là AD. Bắn lại đi, bây giờ AD. AD bắn không chết đâu. Có đồ phát sao nó giết tao? AD gót mốt mà. Chết, một thằng. À. Chương gì vậy? Tứ Hoàng. Má nó bận áo hồng đéo biết nào. Tao không biết đang đâu mà. Ui anh ơi cho nó bóp kìa anh ơi vô. Đúng rồi. Gì? Ủa công viên. Mày lại chạy ra công viên rồi. Thằng lộn nào nó chân kia bắn tao hoài vậy lộn béo. Kia rồi. Ủa bên đây nó còn một thằng. Ôi mày không có thành à mặt luôn. Mày lại là công viên bắn tao hoài. Người Hồng Hưng đã đánh người Hồng Hưng. Chết luôn. Ôi đừng bắn nữa, alo, đừng phải thằng nào đang bắn tao đấy. Nó đang chạy đâu. Nó chạy bắn. Ở đụng á, hồi nãy Tứ Hoàng chung mà sao bắn chung vậy ba? Ừ, Đang đi xe bò đi xe mò vàng đỏ. Đẩy lên nó trước mặt rồi, nhắc đẩy lên nhắc. Bịt mẹ xe không đi được đông người à. Đâu vậy? Tao đi rồi. Nó bắn kìa, Con mẹ nó lại bắn kia. Trên lắm nhẹ. Bịt con mẹ đằng sau kìa, nó vừa giết tao kìa. Mày vừa lấy cái xe nó bắn chết con mẹ tao luôn. Má mấy bọn nó sáng chém nó trâu vừa lời ra bóng bọn chết. Còn thằng ngay chỗ kia em. Đang đồ. Ở dưới khúc nhà dưới đồ á. Đúng rồi, dưới chết mẹ thằng này sợ thằng ơi đó biết thằng nào ấy. Cảnh sát dĩa mà, địt mẹ mày vừa xong giết tao à, bố mình giết lại mà. Chó. Giờ không thấy ai hết, thì thấy áo đỏ, áo hồng thì đi chung thôi. Ừ. Tao cần nó cũng áo hồng mà nó không có nguồn nha. Tao cần mấy thằng TH nó giết rồi. Ừ. TH tao mình ấy. Tao bắn nhầm á. Tại vì không đổi tên về ấy thì nó trong bắn. Không, TH bây giờ nó bắn anh 2-3 lần rồi. Anh động rồi. Cái học hơn cua vậy mà nó cũng giết anh mà. Má chị xe kinh thế. Nó là cố tình đó này. Ủa giờ anh đéo tin, anh đéo tin thằng nào nữa hết á. Thằng nào đéo phải chữ HH đầu tiên anh bắn hết. Nói chung á, thằng nào mà không bận áo hồng, không có HH đuôi thì bắn hết. Lộn đủ quá, mấy thằng lộn ở trên kia bắn luôn chặt ra. Tao bắn cái thằng của tôi mà. Đồ má thằng nào bắn ghê à. Bắn cái đầu của tôi kìa. Chết
chết rồi. Thì bảo vấn đề nó đi, kêu chết rồi. Clip một nơi, con clip một nơi. Có việc em hai viên rồi này. Chết rồi. Cậu Nam vừa đi xe đến Gala Xanh đấy. Tấn phát thì rẹo, tấn phát. Không. Ủa vậy, chân nhíp vào đâu rồi? Trên cái nóc nhà. Ủa sao lên được nóc nhà? Chạy vào Gala đấy. Bất bật. Nè, để ta chạy lên nóc nhà đấy. Cảnh sát. Thằng kia đang chạy vào gara nào đây? Ta đứng đang đứng trong gara này. Cảnh sát. Bắn đi. Bây giờ chơi mà cái tích bổng mà. Đéo hại thường, đéo lỗi. À, thằng người. Ôi vãi lột. Còn bom gì? Còn mày em á. Chú bộ đội. Chú bộ đội đấy. Trăm mình. Thằng lồn béo đủ quá, đứng ở trên lầu quá. Sao bắn? Trăm binh. Yếu ra trên lầu yếu mày anh. Mẹ thằng lồn là đừng bắn, giết mẹ thằng này. Thằng lồn ở đây. Thằng bom nó tắt mic không ạ? Khi đây tiến vào, ra sao? Ai ở dưới công viên bắn lên đấy. Ôi mày em bắn kìa. Ui, quỷ nghe. Hàng bay đi lên xe đi, tao chở hàng bay lên trên này để hàng bay đừng để bị bắn nhầm. Lên xe đi. Vào Gala Xanh nha. Có. Bắn cái lồn mà. Thằng nào trên đầu kìa. Bắn mẹ mày thằng lồn trên đầu nha. Chút bọt. Lên giết nó gì Caesar đang ở trên nóc nha anh em. Nó xuống rồi này. Tôi ba ơi. Ui đang gần hả mẹ? Má mà cam được mấy góc gần đây à? Rồi ông Kiên sau lưng mày kìa. Bắn con cạc ra đi mẹ. Rồi ông Kiên sau lưng mày, mày bắn tao sau lưng mày kìa. Xin biết bắn con mình hứa. Ui dồi ôi. Nó bắn cái gì nó bắn đam to thế. Làm rồi. Lộn kia đứng ở trong cũng bắn ra tao nữa. Đứng trong cái lồn mẹ tao đang quay mặt ở ngoài tao nghe. Điệt mẹ mày bắn. Hai ba thằng không hưng người đeo hiểu. Lộn bắn trái trong lúc mặt điệt còn mẹ đã được. Tiếng là ông nào mấy người đó. Hết mẹ đã. Thằng nào đang chạy từ nhà dưới đồn chạy qua vậy? Không phải bên mình đúng không? Rồi toán nha. Bắt nổi xe đi bó tao mà là em giết bây giờ cái chục lần rồi đó. Ui nó lại bắn tiếp thịt tuần mẹ. Tỏi mấy hàng tên Harry. Đồ mẹ ta giết được lồn tính mát đồ của mình tay không. Cầm sao đâu cua đây. Nó đụng quá, nó bắt ghê ta. Tao. Đâu quá. Tao giết thằng Lep BD nè. Em này thằng bom này. Cam sát thằng tính phát nè, cam sát tính phát cái này nè. Cam này ba. Cam thằng này, cam này. Quay má cái lỗ tay đứt gì á. Cú đây nó đậy rồi này, cú đây. Đúng quá, đã la bồ còn xuống bắn chuẩn bị đây. Em không thấy đâu. Vô dụng. Em vô dụng rồi mà. Đúng má, đã la bồ rồi mẹ con bắn với em bắn cho hai thằng chứ. Theo thì hết tác dụng rồi đúng không? Ôi đồ má, sao bắn ngoài đéo chết à? Mình tính thoát đâu rồi ta? Đứa nào nóc nhà bên ngân hàng à? Tao. Ôi, con mẹ thằng nào đúng cái nóc nào vậy? Tao. Nha, anh em thấy nhau nha, đừng bắn nhau nha. Ok. Có hai thằng không kìa? Có không? Phải hai thằng không? Có thằng bắn áo trắng không kìa? Đúng rồi, hát luôn. À, bơm đi lại. Kìa, có xe tới nè. Có xe tới nè. Chết mẹ đó. Đồ má. Đéo cho nó chạy luôn. Mấy thằng dưới, mấy thằng cảnh sát á. Thằng Bell không bắn nha, tao đang chở thằng Lucas trên. Coi chừng nó chạy lên đó nha, mưa.
Ờ ok. Rồi để Caesar cam ngoài đó. Ui cái lông vãi lồn, quán ghê. Okay. Ai biết tao tưởng ở đây, đợi chúng ta lên xe. Có tụi nhà dưới đồn nè. Có để xe, có thằng chai bộ ra, có thằng chai bộ. Đúng rồi, đúng rồi. Xuống. Chỉ có mấy thằng chạy bộ nè, mà bắn không được. Toàn ha, thằng lồn nào mà đẻ hát vậy. Cái tay người lạ tao nó hát không, không hiểu luôn. Ê, tao đang chứ đi. Đang chạy bộ lại. Con này lên đeo nó không luôn rồi. Bắn. Chạy bộ. Ôi, đụng máy xe đê bớ. Với lại thằng này bỏ kê hai. Ở đâu à? Coi cái đường đạn của nó đó. Cứ không phải áo không phải chơi à? Ờ áo hồng ở trên nóc của mình. Áo hồng trên nóc của mình. Bạn hết đạn nó thôi. Ôi nó bắn rồi. Thằng gỡ lên trước cổng bắn cái đường bom TV. Nó bắn cái đường đạn ở đâu đây nè. Bơm lên trên kia kìa, bơm lên trên bồn bom trên đi để không anh em bắn nhầm. Cái đường đạn đâu đây thôi. Trời ơi, thấy mà không có bắn nữa rồi mẹ. Trời ơi, tôi thấy ông bắn cái màu trắng. Đúng rồi, bắn nó đi. Đúng rồi, anh em biết đâu hiểu cho chắc. Alo, anh em biết đâu này. Dưới công việc bắn lên kìa đây. Rồi, ok. Xác định vị trí có. À rồi, thấy rồi. Sao? Màu em. LSBD hả? Ôi, thằng nào mà động qua nhanh ấy. Nè, ở trên nóc nè. Đục má nó bắn luôn rồi. Ở trên nóc cao hơn nóc ngân hàng nữa. Tụi LSBD chạy lên đó. Ê, túi. Thằng Bách quen lên tới chỗ xuân thượng à bay. Đây. Ngay đầu xuân thượng đi vô nè. Thằng Bèo đâu với thằng Bèo đâu. Hả? Em nhanh lên nóc nhà em. Ok. Đi lên nóc nhà cao hơn nóc nhà nó được ơi. Kế bên đó, thằng tụi cảnh sát nó đứng chờ đó. Nó bắn hắn. Ôi điệt. Mẹ, thằng nào vừa báo đó thì nó lên từ chỗ đầu công viên. Ôi giời ơi. Hello. Bên mến. Rồi. Một thằng giáp nhà nó vị trí đi rồi anh đi xuống hả? Mệt quá. Thằng nào ở trên nóc nhà bên kia? Không phải nóc nhà. Cái gì mẹ bật nốt nó? Có ai lồn rồi. Cái gì còn mẹ? Nhau thì vãi cả lồn. Cái gì vậy? Cái gì giết thú ấy? Thịt mẹ mày rách ơi, mày giết tao đấy. Đứng trên đó à? Tụi mày đứng trên đó à? Đấy rồi. Mày ăn cái hát kìa, 10 viên đầu không chết kìa anh. Tìm mình đứng trên cao đâu mà. Vãi cả lồn. Mày đi cái bên hả? Nóc nhà cao hơn. Anh em mình đi sao nó trả đi cho mình vậy? Cao hơn nè. Đi dùng lại đây. Ôi má, mấy cảnh sát bắn ghê vậy luôn. À, GS. Lồn bách quen lên cái chỗ công viên của tụi bay hoài kìa. Tao mới bắn nó chết lần ngay đầu cổng rồi đó. Em đang đấu với cảnh sát này. Thằng Nam hay thằng Mèo ra coi nha. Tao mới giết nó một lần rồi, tao đi đó. Nó yếu lắm rồi á, thằng con của tướng quân á. Ở trên cái nóc nhà kế bên của mấy anh bảo đấy. Trộn chắc này. Ơ địt con mẹ à mày. Đồng đội à. Mấy sư giờ ngồi xin lại chỗ cũ không. À mày à. Lại là vui vác cả lồ đâu kiên bắn tôi ạ. Cái gì vậy anh mày? Sao mày tìm mẹ quá. Cái cảnh sát hợp lý hơn. Lại lồ chưa kịp xét đồ. Vào thấy em đang thành chân ngồi là chơi luôn. Thằng Siju là em báo cho anh Siju ai biết đâu, tự nhiên hồi nãy nó không bận đồ Hồng Ân thì bắn nó thôi. Không, nó xin vào cái xét được rồi. Tao ngồi nhóm thì đủ quá. Tao có bắn gà nó chưa? Thằng rút tin là cảnh sát à?
mồi chứ tao phải hét em nhé. Em nhớ đúng rồi đây. Em à, em đang ở kế bên tiệm quần áo đồ cảnh sát nè. Anh sau lưng mày nè, anh sau lưng mày đi. Ủa thằng kia đi con mẹ mày. Chạy đâu rồi thằng lộn? Đi câu đi. Đụng mẹ. À. Mẹ mày. Ở trên nóc con thằng nè, ở trên nóc con thằng nè. Đụng á, tao đang bóc được sao đâu. Tao bị chết rồi kìa. Ừ. Tao tới rồi, tao tới rồi, tao tới rồi. Mẹ mày, tao chết là thằng rút tin rồi. Quay anh nói em lời cái giáp, anh nói em lời cái giáp anh ơi. Phải lồn luôn á. Anh cũng lời giáp nữa. Vừa chết. À rồi. lời cái giáp phải lồn. Vừa chết hồi sinh dậy xong cái hết thành dần. Cày phải lồn. Anh bắt mẹ tao xuống. Vậy xanh nào game anh em ơi, vậy xanh nghỉ game.